đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là một tuần nữa đã trôi qua rồi. Không biết quý vị thì sao chứ mà Minh Châu thì rất là nôn tới ngày cuối tuần. Bởi vì Minh Châu không bao giờ biết được là các đầu bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày sẽ thực hiện món ăn gì trong chủ đề là buffet mùa hè của năm nay. Cô thì đang chuẩn bị một món hải sản nè, tại vì hôm nay là thứ sáu, đến hẹn lại lên là mình làm món hải sản là thích hợp nhất rồi. Đúng rồi ha, mùa hè mà được ăn hải sản là số 1 luôn đó cô. Phải rồi, vì mùa hè đó là mùa mà các loại hải sản sinh sôi nảy nở và các loại rau củ quả thì rất là tươi ngon, cho nên chúng ta có thể làm nhiều món như là làm salad nè, rồi trộn nè, rồi xào để có những cái thực đơn đầy đủ dinh dưỡng cho gia đình. Vậy thì không biết là cô Thảo của chúng ta sẽ làm món gì để khai tiệc buffet tuần này? Trong chương trình lần này thì Diệu Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả và Minh Châu một món ăn vừa nhanh gọn lại vừa bổ nữa, kết hợp giữa rau củ và hải sản, đó là món su hào xào hải sản. Để thực hiện món su hào xào hải sản thì quý vị khán giả cần chuẩn bị khoảng 100g tôm sú bóc vỏ, 50g mực ống, 200g su hào, 30g cà rốt, hành lá, ngò rí, hành tím băm, tỏi băm, một cái trứng gà, các loại gia vị thông thường và sốt mayonnaise aji mayo. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ sơ chế phần hải sản. Tôm mua về thì chúng ta sẽ bóc vỏ, bỏ đầu đi và cắt bỏ cái phần chỉ lưng này. Chúng ta sẽ xẻ lưng nè, lấy cái phần chỉ đen ra. Đây là phần tôm mà cô đã chuẩn bị xong hết rồi. Chúng ta sẽ cho vào tô. Phần mực thì chúng ta cũng mua thật tươi và chọn loại mực ống, vì như vậy sau khi mà chúng ta chế biến xong á thì sản phẩm sẽ có những cái khoanh tròn trông rất là đẹp mắt. Quý vị sẽ ướp vào khoảng 1/3 muỗng cà phê hạt nêm aji ngon, một ít tiêu, khoảng 1 muỗng cà phê hành tím băm và 1 muỗng cà phê tỏi băm. Sau đó thì chúng ta sẽ ướp thêm vào khoảng nửa muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo. Khi mà chúng ta ướp thêm phần sốt mayonnaise aji mayo vào trong hải sản tươi như thế này thì sẽ làm cho món ăn có thêm hương vị và rất là ngon. Phần su hào này cô cũng đã cắt ra thành miếng vừa ăn như thế này. Nếu mà muốn đẹp mắt thì quý vị khán giả có thể dùng một cái cây sắn đó. Chúng ta sắn ra có những cái răng cưa như thế này. Và sau đó chúng ta sẽ sắc khoanh mỏng khoảng chừng 2mm. Vậy thì mình làm sao để chọn được su hào ngon ạ? Muốn chọn những cái trái su hào non như thế này thì quý vị khán giả cần chọn những cái củ su hào có cái độ dẹp một chút xíu, cuốn lá thì hơi lõm, cái phần vỏ bên ngoài thì xanh non, như vậy là su hào mới ngon. Cô ơi, em nghe người ta nói là su hào bánh xe, có phải là cái su hào giống cô tả không? Chính xác. Để có món ăn tươi ngon thì chắc chắn là chúng ta phải chọn được su hào ngon rồi. Quý vị chọn loại su hào bánh xe và hơi lõm ở phần cuốn lá một tí xíu, như vậy chắc chắn sẽ là su hào ngon đó ạ. Cà rốt chúng ta cũng cắt cái hình dáng tương tự như là su hào. Hành lá và ngò rí thì quý vị khán giả sẽ cắt khúc khoảng chừng 2cm. Bây giờ đặt chảo lên, Minh Châu giúp cô bật bếp lên. Trong lúc chúng ta chờ cho chảo nóng thì quý vị khán giả sẽ đập một cái trứng ra. Là vì trong món su hào xào hải sản này chúng ta có nguyên liệu là một cái trứng gà nữa. Và Minh Châu giúp cho cô đánh đều cái phần trứng này lên. Dạ. Chúng ta sẽ cho vào một ít tiêu nè. Dạ. Và khoảng một muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo nữa. Trong trứng cũng có sốt mayonnaise aji mayo hả? Đúng rồi, chúng ta cho thêm sốt mayonnaise aji mayo, lát nữa trong quá trình xào sẽ làm tăng thêm cái sự thơm ngon của món ăn. Chảo đã nóng rồi, quý vị khán giả sẽ cho vào một muỗng canh dầu ăn. Đầu tiên là chúng ta phi hành và tỏi lên cho thật thơm. Khi mà hành tỏi băm đã bắt đầu vàng thơm rồi, chúng ta sẽ cho hết hải sản vào nè. Và chúng ta xào cho phần hải sản này chín. Ôi mà thơm quá cô ơi. Được rồi, được rồi. Rồi, hải sản vừa chín thôi thì quý vị khán giả sẽ tắt bếp và chúng ta trút ra dĩa nè. Và bây giờ thì chúng ta trút su hào và cà rốt vào. Sau khi chúng ta đã cho su hào và cà rốt vào rồi thì bây giờ chảo của chúng ta rất là khô như thế này. Quý vị khán giả sẽ cho thêm khoảng 2 muỗng canh nước vào. Sau khi mà su hào và cà rốt đã hơi trong lại một chút xíu, tức là như vậy nguyên liệu đã chín, chúng ta sẽ cho hết phần hải sản này vào nè. Và cuối cùng chúng ta lại cho cái phần trứng mà chúng ta đã trộn với sốt mayonnaise aji mayo này vào. Em thấy cái này sắp chín rồi, cho trứng vào tắt bếp cái là xong luôn. Không được đâu. Thứ nhất là cô phải chờ cho cái phần nước này cạn bớt nè, nó không có được quá nhiều nước, vì quá nhiều nước vào chúng ta xào chung với lại cái phần trứng này cũng sẽ không ngon. Thứ hai nữa là khi cho trứng vào rồi á, chúng ta phải tiếp tục đảo cho thật là đều để cho trứng chín hẳn. Thì khi đó trứng nó sẽ bám vào cái bề mặt của rau củ và hải sản, thì như vậy món ăn nhìn mới hấp dẫn. À, em hiểu rồi. Như vậy là quý vị khán giả đừng vội vàng như Minh Châu nha. Chúng ta sẽ xào trứng thật là chín để trứng áo đều bên ngoài rau củ và cả hải sản nữa. Như vậy món ăn sẽ thơm ngon và nhìn còn đẹp mắt hơn nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ rưới trứng vào nè.
cô đảo cho thật là kỹ để cho phần trứng chín và những cái món xào của chúng ta nó ráo lại thì mới ngon nè. Chúng ta sẽ cho phần hành và ngò vào và Minh Châu có thể tắt bếp được rồi đó. Bây giờ chúng ta trút ra dĩa thôi. Dạ. Ai, nhìn hấp dẫn quá. Quý vị khán giả sẽ rắc thêm một ít tiêu ở giai đoạn cuối cùng nè. Chúng ta sẽ trang trí thêm bằng một cọng ngò rí nữa. Bây giờ là cô sẽ gắp một phần cho Minh Châu thử nha. Em cảm ơn cô. Quý vị khán giả thân mến, khi mà Minh Châu nhai miếng su hào á thì chắc chắn là quý vị và cô Thảo nào cũng nghe được cái tiếng nhai giòn ơi là giòn đúng không ạ? Bởi vì rau củ vẫn giữ được độ giòn tươi ngon và bên cạnh đó thì hải sản còn thấm một cái hương vị thơm ơi là thơm, ngon ơi là ngon, đó chính là mayonnaise aji mayo. Ừ, đúng rồi. Quả thật là việc cô Thảo kết hợp mayonnaise aji mayo cùng với hải sản trong lúc ướp đã làm cho món ăn có vị rất là lạ. Chắc chắn là món ăn này sẽ làm cho những người thân của quý vị cảm thấy ngạc nhiên đó. Buffet mùa hè. Quý vị nhớ thường xuyên đón theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày với chủ đề Buffet mùa hè nhé. Chắc chắn là cô Diệu Thảo nè và các đầu bếp của chương trình sẽ còn giới thiệu đến quý vị nhiều món ngon thanh mát hơn nữa. Còn bây giờ thì có lẽ là cô Thảo và Minh Châu phải chào tạm biệt quý vị rồi. Trước khi chia tay, Minh Châu rất muốn nhắc với quý vị rằng chúng ta vẫn có hai cách quen thuộc để liên lạc với Món Ngon Mỗi Ngày, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Còn bây giờ thì mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại.